nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tổng thư ký được NATO đặt chọn niềm tin. Tình báo Đức có thể biết trước thông tin Wagner nổi dậy. Chiến sự ở Ukraine, con đường dẫn tới chiến tranh, phần 3. Cách dẫn dắt NATO vượt qua những thời kỳ sóng gió và xung đột Ukraine khiến Tổng thư ký Stoltenberg trở thành lãnh đạo không thể thiếu với liên minh. NATO ngày 4 tháng 7 thông báo, ông Jens Stoltenberg, người đã đảm nhận vị trí Tổng thư ký trong 9 năm qua, sẽ tiếp tục công việc này thêm một năm nữa. Ông sẽ trở thành Tổng thư ký NATO nắm quyền lâu nhất trong lịch sử tổ chức này. Trước khi quyết định được NATO đưa ra, ông Stoltenberg cho hay mong muốn lớn nhất của ông là trở về Na Uy, nơi ông dự kiến nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào cuối năm. Nhưng một số người đã yêu cầu tôi ở lại NATO, ông thừa nhận, thêm rằng việc nắm quyền Tổng thư ký thêm một năm là vinh dự, bởi trong thế giới ngày càng nguy hiểm, liên minh vĩ đại của chúng ta quan trọng hơn nhiều. NATO là liên minh quân sự đại diện cho nhiều quốc gia và khu vực, gồm Bắc Mỹ, Đông và Nam Âu, bán đảo Scandinavia, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Pháp. Mọi quyết định đưa ra đều cần sự đồng thuận của tất cả 31 thành viên. Để đạt đồng thuận đó, Tổng thư ký không cần phải chiến đấu và giành chiến thắng trong trận chiến. Đó là việc của chỉ huy đồng minh tối cao, luôn là người Mỹ, cũng như quân đội của 31 nước thành viên. Thay vào đó, công việc của Tổng thư ký NATO là thảo luận với tất cả các bên, tìm ra những điểm chung và đạt thỏa hiệp. Tổng thư ký NATO, vị trí luôn do người châu Âu nắm giữ, cũng không bao giờ được rò rỉ thông tin nhạy cảm, không được biến mình thành trung tâm của câu chuyện, ngay cả khi câu chuyện đó là về lãnh đạo này. Đây là lý do Stoltenberg được gọi là người đa phương, bởi ông thực sự tin tưởng vào các tổ chức đa phương như NATO, cho rằng nó sẽ hoạt động tốt hơn các cơ chế song phương. Trong nhiệm kỳ của Stoltenberg, NATO từng hứng chịu nhiều chỉ trích. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dọa rút Mỹ khỏi NATO và bày tỏ hoài nghi về cơ chế đa phương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2019 tuyên bố NATO đang chết não khi Mỹ quay lưng với tổ chức. Trong thời kỳ lợi ích quốc gia và chủ nghĩa biệt lập lên ngôi, vai trò của Stoltenberg bị hoài nghi khi những người chỉ trích cho rằng ông hoạt động kém hiệu quả và không có mục đích. Nhưng Stoltenberg luôn đứng trên lập trường đa phương để đáp lại quan điểm chỉ trích. Đối mặt với cáo buộc của ông Trump rằng các thành viên NATO không chịu chi cho quốc phòng, Stoltenberg đã đưa ra những biểu đồ đơn giản cho thấy ngân sách dành cho quân sự của khối đã tăng lên đáng kể từ khi ông Trump đắc cử. Theo nghiên cứu của chuyên gia Leonard Justy ở Đại học Massachusetts, Hà Lan, kỹ năng cá nhân và chính sách ngoại giao khéo léo của Tổng thư ký Stoltenberg đã giúp NATO sống sót qua những sóng gió dưới thời ông Trump. Với những người chỉ trích NATO kém hiệu quả, Stoltenberg thường hỏi lại, kém hiệu quả hơn cái gì, so sánh với cái gì? Ông thừa nhận, quy trình ra quyết định theo hình thức đồng thuận của NATO là chậm chạp, nhưng nếu không có liên minh quân sự này, sẽ không có một quyết định tập thể nào được đưa ra. Tôi tin tưởng vào phòng thủ tập thể, tôi tin vào lập trường một vì tất cả vì một. Trong đó, bất kỳ cuộc tấn công nào vào một thành viên liên minh sẽ kích hoạt phản ứng từ những nước còn lại. Ông nói thêm rằng, điều này tốt cho cả nước nhỏ lẫn nước lớn. Stoltenberg đã 4 lần được các nhà lãnh đạo thành viên NATO tin tưởng giao vị trí Tổng thư ký, 2 lần cho nhiệm kỳ thông thường và 2 lần gia hạn. Trước khi làm Tổng thư ký NATO, ông cũng có nhiều năm làm chính trị gia. Là Thủ tướng Na Uy giai đoạn 2000-2001 và 2005-2013, Stoltenberg đã quen với việc tìm kiếm thỏa hiệp trong các chính phủ liên minh. Khi lãnh đạo NATO, ông thường xuyên trao đổi tin nhắn với lãnh đạo và tới thăm các nước thành viên. Tháng trước, ông tới Thổ Nhĩ Kỳ dự lễ nhậm chức của Tổng thống Tayyip Erdogan. Sau đó, ông dành thêm thời gian ở Istanbul và tham gia một số cuộc thảo luận về kết nạp Thụy Điển. Cuối tuần trước, ông theo dõi cuộc tập trận ở Litva và tham gia cuộc họp với Ủy ban châu Âu. Giới quan sát cho rằng NATO vẫn đặt trọn niềm tin vào Stoltenberg và không muốn thay đổi lãnh đạo trong thời điểm phải đối mặt với những thách thức lớn như hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tìm kiếm đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng. Ngoài ra, liên minh cũng đang gặp khó khăn trong nỗ lực kết nạp Thụy Điển khi vấp trở ngại từ hai đồng minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. NATO thường tránh thay đổi vị trí chủ chốt trong thời kỳ khủng hoảng nếu lãnh đạo hiện tại được coi là đáng tin cậy, có năng lực và được các thành viên chấp nhận. Ông Stoltenberg hội tụ đủ những yếu tố này. Garem Muloy, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Daijobunka ở Tokyo nói, dù không có vai trò quyết định về quân sự hay chiến lược với NATO, vị trí Tổng thư ký vẫn ảnh hưởng rất lớn tới các đồng minh. Lãnh đạo NATO là người chủ trì hội nghị thượng đỉnh liên minh, cuộc họp cấp bộ trưởng
thiết lập chương trình tham vấn và dẫn dắt liên minh thảo luận về các vấn đề chính sách. Ảnh hưởng này được thể hiện rõ trong vai trò lãnh đạo của ông Stoltenberg về những mục tiêu ngân sách quốc phòng, hỗ trợ Ukraine và trong tài liệu khái niệm chiến lược mới của NATO, theo Jamieszy, cựu phó trợ lý Tổng thư ký NATO về thách thức an ninh khẩn cấp. Tổng thư ký NATO cũng chịu trách nhiệm duy trì đoàn kết của liên minh, đàm phán các thỏa thuận và là bộ mặt đại diện của NATO. Do đó, đây là vị trí có uy tín quốc tế lớn và là lý do nhiều quốc gia muốn cạnh tranh để có ứng cử viên cho chiếc ghế này. Ông Stoltenberg thể hiện được vai trò này khi có đóng góp quan trọng trong tăng cường hợp tác giữa NATO và Liên minh châu Âu-EU, điều từng là nguồn cơn gây xích mích liên tục giữa hai tổ chức. Theo James Black, trợ lý giám đốc quốc phòng tại tổ chức REN châu Âu, NATO và EU đã phối hợp rất nhịp nhàng trong các nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine trong hơn một năm qua. Điều đó cho thấy những thành tựu của ông Stoltenberg không chỉ dừng lại ở thúc đẩy đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và tập hợp ủng hộ cho Ukraine, mà dưới sự lãnh đạo của ông, NATO cũng bắt đầu có tầm nhìn xa hơn. Gabriel Dumigus, nhà phân tích của Japan Times, cho hay, lập luận rằng an ninh châu Âu không thể tách rời an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Stoltenberg đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hợp tác giữa NATO và Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Nhóm nước này được gọi là Bộ Tứ Châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến thắt chặt quan hệ đối tác với liên minh vào cuối năm nay. Các đồng minh NATO tìm đến đối tác châu Á-Thái Bình Dương để tìm hiểu kinh nghiệm trong quan hệ với Trung Quốc, cũng như hợp tác về công nghệ mới và đột phá, đặc biệt với Hàn Quốc và Nhật Bản. Pia Stigut-Hiser, chuyên gia NATO tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, nói, vấn đề quan trọng và cấp bách nhất hiện tại đối với NATO là cuộc chiến ở Ukraine. Đây dự kiến là một trong những chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh ở Litva tuần tới. Stoltenberg được tin tưởng bởi ông ấy không tìm kiếm mẫu số chung nhỏ nhất trong các cuộc đàm phán, mà muốn tìm cách tạo ra những thỏa thuận tốt nhất có thể, Jelani Smith, cựu đại sứ Mỹ ở NATO, nhận xét. Truyền thông Đức đưa tin, cơ quan tình báo liên bang BND biết trước về thông tin Wagner nổi dậy, song không thông báo cho chính phủ. Hãng tin ARD Tagesschau ngày 7 tháng 7 công bố kết quả điều tra chung với các cơ quan truyền thông Đức, cho thấy BND, cơ quan tình báo của nước này, đã nắm được thông tin khoảng một tuần trước khi chùm Wagner Yevgeny Prigozhin tiến hành cuộc nổi dậy ở Nga hôm 24 tháng 6. Cuộc điều tra đặt câu hỏi về tuyên bố tuần trước của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng BND không biết trước về cuộc nổi loạn của Wagner. Theo điều tra của các hãng truyền thông, BND đã không thông báo cho văn phòng Thủ tướng về khả năng Wagner nổi loạn vì không thể xác minh thông tin. Cảnh báo đầu tiên BND gửi đến văn phòng Thủ tướng ở Berlin là vào tối 23 tháng 7, chỉ vài giờ trước khi Wagner tiến quân vào lãnh thổ Nga. BND cũng nghe lén các cuộc điện đàm giữa Prigozhin với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để không đi đến thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn Wagner. Theo điều tra, các điệp viên của Berlin biết trước về vai trò hòa giải của Tổng thống Belarus. BND có thể đã theo dõi các cuộc thảo luận dựa vào nguồn tin riêng và biết được thông tin quan trọng. Phát ngôn viên BND từ chối bình luận về việc phát hiện của các hãng truyền thông Đức, cho rằng cơ quan này thường không bình luận công khai về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoạt động tình báo hoặc những phát hiện tình báo. Trong khi đó, Thủ tướng Scholz chưa lên tiếng về cuộc điều tra. Giới chức Đức hồi tháng 12 năm 2022 bắt Castanel, quan chức thuộc cơ quan tình báo liên bang, với cáo buộc phản quốc, chuyển bí mật quốc gia cho Nga. Theo Castanel, điệp viên BND đã xâm nhập vào hệ thống liên lạc nội bộ của Wagner, và được cho là biết khá rõ về hoạt động của tập đoàn này. Chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài phân tích về chiến sự Nga-Ukraine giai đoạn đầu. Ở giai đoạn bắt đầu từ thời điểm quân Nga hợp vây Mariupol tới khi họ chiếm được Izium và kết thúc bằng việc chiếm Severodonetsk và Lysychansk. Trong giai đoạn này, điểm thu hút sự quan tâm của dư luận nhất là cuộc vây hãm Mariupol và cuối cùng là sự đầu hàng của quân Ukraine tại nhà máy Azovstal. Cuộc vây hãm này thể hiện rõ nhất chiến lược tiêu hao sinh lực nhiều nhất của đối phương với chi phí ít xương máu nhất từ bên mình của quân Nga. Ngoại trừ đơn vị trinh sát đầu tiên tiến vào Mariupol và bị phục kích trong thành phố, chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng video về cuộc phục kích hai chiếc xe tăng T-72 đi đầu của quân Nga này. Sau đó người Nga tiến hành một cuộc bao vây siết chặt và siết chặt từ từ như cách một con chăn cuộn chặt và siết dần con mồi tới ngạt thở. Cuộc vây hãm Mariupol gợi nhớ lại cuộc vây hãm Grozny năm 1999 trong cuộc chiến Chechnya lần 2. Tương tự như ở Grozny,
Sau khi tạo ra các hành lang nhân đạo để dân thường rút ra khỏi thành phố, quân Nga tạo thành một vòng vây rộng và tiến vào trung tâm từ tất cả các hướng một cách không vội vã. Các đơn vị Nga sử dụng drone liên tục trong các cuộc tấn công để hiệu chỉnh pháo binh. Các đơn vị bộ binh Nga chỉ tiến lên sau khi các mục tiêu đã bị làm mềm bởi pháo binh. Việc siết chặt vòng vây kiểu chăn giết mồi của quân Nga khiến cho các lực lượng của Ukraine phải căng ra trên toàn tuyến phòng thủ vì họ không biết chính xác đâu là mũi tấn công chủ đạo của người Nga. Điều này khiến cho họ bị tiêu hao nhiều hơn vì pháo binh của Nga. Vào đầu cuộc chiến, quân Ukraine đã tự hào về việc sở hữu các UAV Thổ Nhĩ Kỳ có giá thành khoảng 5 triệu đô la mỗi chiếc và cười nhạo các drone do Nga sản xuất. Tình báo Ukraine đưa lên trên mạng xã hội video mổ xẻ một chiếc UAV của Nga bị bắt được. Họ cho thấy rằng người Nga đã sử dụng những chiếc máy ảnh dân sự Canon với giá 500 đô của Nhật Bản để gắn lên những chiếc UAV được sản xuất rất đơn giản. Và thậm chí là bình đựng xăng còn được chế tạo bằng cách tái sử dụng các chai nước Coca-Cola đã dùng. Sau 8 năm được NATO đào tạo, vào thời kỳ đầu của cuộc chiến, binh sĩ Ukraine cho rằng họ đang chiến đấu với vũ khí hiện đại hơn, đắt tiền hơn quân Nga. Tuy nhiên trong chiến tranh, yếu tố hiệu quả lại quan trọng hơn. Trong khi số lượng UAV Thổ Nhĩ Kỳ mà Ukraine trữ từ trước chiến tranh nhanh chóng biến mất vì bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, và việc bổ sung các UAV cỡ lớn đắt tiền đó không thể tiến hành nhanh chóng, đặc biệt là khi Ukraine sống bằng viện trợ tài chính từ nước ngoài, thì các UAV rẻ tiền của người Nga bắt đầu làm mưa làm gió trên chiến trường. Thiết kế và cách sử dụng của UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cho ta thấy rõ lý thuyết quân sự và cách sử dụng UAV của hai quốc gia này hoàn toàn khác nhau. Để tấn công vào chiến tuyến và hậu phương của đối phương, người Nga sử dụng hai lực lượng là không quân, hải quân và tên lửa. Trong ba lực lượng này thì tên lửa là vũ khí được Nga phát triển mạnh nhất. Họ có rất nhiều loại tên lửa khác nhau, phục vụ cho các mục đích khác nhau. Từ tên lửa chiến lược xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân tới các tên lửa tầm xa, tầm trung, tầm ngắn mang các đầu đạn thông thường. Tên lửa của họ có thể trang bị cho các lực lượng trên mặt đất, trên tàu chiến, tàu ngầm và trên máy bay. Chúng có thể bắn từ rất xa hoặc từ ngay sát mặt trận. Tên lửa hiện nay là vũ khí nguy hiểm nhất và an toàn cho bên tấn công nhất mà Nga sở hữu. Ngoài tên lửa thì lực lượng không quân Nga cũng còn có thể triệt hạ các mục tiêu bằng các loại bom từ thông minh tới bom ngu. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia không có không quân, hải quân và lực lượng tên lửa mạnh. Do đó, để tấn công các mục tiêu lớn ở tầm trung, về khoảng cách, họ chọn cách phát triển các thiết bị UAV kích cỡ lớn. Các UAV này sẽ mang các tên lửa có tầm ngắn, vì Thổ chưa sản xuất được các tên lửa tầm xa vào gần mục tiêu. Vì không có nhiều máy bay để mang các tên lửa tầm ngắn này, và cũng để giảm thiểu thiệt hại về không quân. Do tầm bắn ngắn của tên lửa, phi công phải bay vào vùng kiểm soát của phòng không đối phương, nên người Thổ chế tạo các UAV cỡ lớn. Bayraktar TB2 chính là một sản phẩm được sản sinh ra phục vụ cho nhu cầu đó. Nói một cách ngắn gọn là UAV của Thổ Nhĩ Kỳ là một thiết bị bay có trần bay thấp, tốc độ chậm và khối lượng vũ khí mang theo ít so với máy bay chiến đấu. Nếu như được sử dụng chống lại một đối phương không có hệ thống phòng không tốt, thì đây là một vũ khí vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, ở Ukraine, sau những chiến thắng đầu tiên của Bayraktar TB2, người Nga đã triển khai một hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Sau khi hệ thống này đã triển khai, thì Bayraktar biến mất khỏi cuộc chiến. Về phía người Nga, trong khi các nhiệm vụ tấn công tầm xa và tầm trung được trao cho tên lửa, thì các UAV của Nga chủ yếu là để cho trinh sát tiền tuyến, để cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực, và để tấn công cảm tử một cách chính xác các mục tiêu ngoài tầm bắn của pháo binh. Chính loại UAV trinh sát tiền tuyến rẻ tiền này của Nga là thứ mà các sĩ quan tình báo Ukraine cười nhạo trong thời gian đầu chiến tranh. Tuy nhiên, tại Mariupol, trận đánh đầu tiên có hình thái trận địa chiến của cuộc chiến Ukraine, người ta thấy tính hiệu quả của các loại UAV rẻ tiền này. Với giá thành rẻ, các UAV trinh sát của Nga được trang bị cho nhiều đơn vị bộ binh và pháo binh. Điều này khiến cho quân Ukraine trong Mariupol với diện tích phòng ngự ngày càng bị thu hẹp, bị phía Nga theo dõi gần như 24/24. Điều này khiến cho mọi cuộc phá vây của quân đội Ukraine bị chặn phá ngay từ đầu. Các đơn vị Ukraine bị bao vây tại nhà máy thép Azovstal có 3 lần định phá vây. Lần thứ nhất, họ cải trang xe cơ giới của mình thành xe Nga bằng cách sơn chữ Z lên xe. Cuộc phá vây này bị chặn đánh và họ phải quay lại nhà máy. Ở lần phá vây thứ hai, các UAV Nga đã phát hiện việc quân Ukraine từ dưới hầm ngầm lên mặt đất, chuẩn bị cho một cuộc phá vây. Người Nga, lần đầu tiên trong cuộc chiến, đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, ném bom giải thảm nhà máy.
Cuộc ném bom này đã buộc quân Ukraine phải bỏ toàn bộ mặt đất và rút lui xuống hầm ngầm. Lần thứ ba sau khi tình hình dưới hầm ngầm không thể chịu được nữa vì quân Nga phá nguồn tiếp nước, quân Ukraine đã lên mặt đất để chuẩn bị cho một cuộc phá vây cuối cùng. Lần này người Nga đã bắn đạn cháy phủ trùm lên toàn bộ nhà máy, khiến cuộc phá vây tan vỡ trước khi triển khai. Sau đó vài ngày, quân Ukraine đầu hàng. Việc sử dụng những chiếc UAV có giá vài ngàn đô la này của Nga đã mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc cho các vũ khí tưởng chừng như lạc hậu. Ít người biết rằng các khẩu pháo 152mm và 130mm mà đội quân tư nhân Wagner sử dụng ở Bakhmut suốt nhiều tháng qua đa phần là các khẩu pháo do Liên Xô sản xuất những năm 1950. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy rằng với sự hiệu chỉnh đường bắn của các UAV, các khẩu pháo có 70 năm tuổi đời này vẫn có sức công phá không kém gì các khẩu đội pháo hiện đại. Về bản chất, đối với bộ binh hay thiết giáp, khi trúng một viên đạn pháo 152mm bắn ra từ khẩu pháo 70 tuổi, thì cái chết cũng không khác gì với cái chết đến từ một khẩu pháo mới sản xuất năm 2020. Việc thiếu vắng các UAV của Nga trong tháng đầu tiên của chiến tranh khiến cho nhiều người cho rằng Nga không phát triển mạnh về mảng này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng quân đội sử dụng UAV nhiều nhất trong tác chiến hiện nay lại không phải là quân đội Mỹ, mà là quân đội Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc là một cường quốc số 1 về sản xuất và phát triển UAV dân sự và quân sự, cả về số lượng, chủng loại lẫn chất lượng. Các cuộc tập trận chung giữa quân Nga và Trung Quốc trong 5 đến 7 năm gần đây đã cho các tướng lĩnh Nga thấy rõ ưu thế của UAV trong chỉ huy tác chiến. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, khi quân Nga chủ yếu dựa vào phương thức vận động chiến, thì vai trò của UAV không được đánh giá cao. Chỉ khi họ bắt đầu tiến hành các trận đánh mang tính trận địa chiến, thì vai trò của UAV mới trở nên nổi bật. Trận vây hãm Mariupol cho thấy phương thức tác chiến của Nga đối với các vị trí phòng thủ vững chắc của Ukraine là không dùng bộ binh tấn công trực diện mà chọn phương thức bao vây, sử dụng trinh sát đường không để phát hiện các điểm tập trung của Ukraine và sau đó sử dụng hỏa lực pháo binh tối đa để tiêu hao sinh lực địch. Các đơn vị tăng thiết giáp sẽ tiến hành yểm trợ bằng hỏa lực cho bộ binh khi họ tiến lên quét sạch từng dãy phố. Trong giai đoạn vây hãm Mariupol, trung bình một ngày, quân đội Nga sử dụng tới 40.000 quả đạn pháo hạng nặng. Con số này bằng 1/2 tổng số đạn pháo lớn mà quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bắn trong toàn bộ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Nói đến đây, có thể bạn sẽ nói rằng có rất nhiều video trong đó quân Nga tiến công kiểu vỗ mặt. Tôi không nói các video đó là giả, nhưng tôi nói rằng nó không phản ánh chiến lược quân sự của Nga. Ở bất kỳ cuộc chiến nào, bất kỳ thời gian nào cũng có những người chỉ huy tồi hoặc những trận đánh mà người chỉ huy quyết định sai. Các video của các bạn thuộc diện đó. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể thì chúng ta thấy rằng người Nga khi chuyển sang giai đoạn 2 và cả sau này đã sử dụng tối đa hỏa lực để tiết kiệm xương máu của quân đội mình. Một điều đáng lưu ý trong cuộc bao vây kéo dài 2 tháng này ở Mariupol, những người sốt ruột vì sự cẩn trọng trong hành động của quân Nga không phải là Putin hay bộ chỉ huy Nga, mà lại là báo chí phương Tây và những người quan sát như chúng ta. Kiev và báo chí phương Tây hy vọng rằng người Nga sẽ xung phong vỗ mặt vào nhà máy, chui xuống tầng hầm chiến đấu với quân Ukraine trong hàng chục cây số đường hầm dưới lòng nhà máy. Đó sẽ là một kịch bản đẹp cho tuyên truyền của phương Tây. Trong đó, những người lính Ukraine sẽ chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và chỉ chịu đầu hàng sau khi đã hết đạn. Các tướng lĩnh Nga sẽ bị coi là nướng quân cho mục đích chính trị để làm đẹp lòng nhà độc tài Putin, theo cách gọi của phương Tây. Họ mong muốn như thế và thậm chí làm mọi cách để nó xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!